em lại lên sóng một siêu phẩm cho đại gia ở trên Gò Vấp nhé. Hình như là Gò Dưa chứ em cũng không biết. Nhưng mà một siêu phẩm, nói chung là một cặp anh chị vợ chồng là chuyên kinh doanh về rất là nhiều mảng đa dạng luôn. Anh chị mời mình lên chơi hơi nhiều lần rồi nhưng mình chưa lên được. Đây mình xin giới thiệu đây, vừa bán là vừa ưu đãi luôn, tại vì anh chị ấy ủng hộ mình rất là nhiều thứ. Vừa bán vừa ưu đãi, nhưng mà mình có ưu đãi cho anh một tấm mặt là mặt bàn làm việc nhá. Cái này là mặt bàn làm việc, không phải bàn ăn nhé mọi người. Ngang 1 mét, dài 2,2 mét, cái mặt này là để làm việc, dày 12 phân. Ngang 1 mét, dài 2,2 mét là để làm việc, dày 12 phân, nguyên tấm luôn thôi, nguyên khối luôn. Mình có làm cái này cho anh ấy là dày là 2 phần cơ đi này. Đó, đây là chám này, đây là mặt tiền nhá. Đây mọi người thấy này, em quay xe đây. Đấy mọi người thấy không, cái vân bông này, vân bông gõ là gõ tự nhiên nhá. Gõ này gõ đỏ tự nhiên. Đó, mình làm vừa ưu đãi cho anh một tấm mặt bàn này. Đó mọi người có thể thấy đây. Cho mọi người mà làm việc cái tấm mặt bàn này thì chắc là tiền hơi nhiều. Thật sự là tấm mặt bàn này rất là tâm đắc. Tấm mặt bàn này là không có dính ruột luôn. Đấy, mọi người có thể thấy tấm mặt bàn này là không dính ruột luôn, hai đầu luôn này. Mọi người nhìn hai đầu nhá, không dính ruột luôn. Đó. Bên này thì rất là to, đây bên này cũng vân bông gõ nhá. Gõ mình làm rất là dày. Cái này là mình vừa làm vừa ưu đãi cho anh chị này rất là nhiều. Anh chị này rất là đây mình làm một cái ngăn kéo này. Nó có kích thước là chiều cao là 81 phân, ngang 1 mét, dài 2,2 mét. Nó gồm một cái ngăn kéo bên này và một cái cánh cửa bên này. Bao la luôn. Bao la luôn, nếu anh chị muốn để hồ sơ và tất cả mọi thứ luôn. Đó, hàng này hàng chất lượng cao nhé mọi người. Đó. Nó có chiều ngang là 60, chiều sâu thì 80 luôn. Mọi người để dư giả đồ luôn. Đó. Đây là một ngăn kéo nữa phía bên này. Rất đơn giản nhưng mà có thể là khi mà khách hàng đến hoặc là bạn làm việc trên một cái bàn làm việc này là biết là bạn đẳng cấp như thế nào rồi. Đó mọi người có thể thấy chám này cũng dày 2 phân cơ đi luôn, gõ đỏ 100%. Mình bán cái bàn làm việc này giá cực kỳ ưu đãi. Đây mọi người có thể liên hệ hai số điện thoại này. Đó, và bên mình có chị nhân viên là 0906066852, chuyên tư vấn khách hàng, chuyên viên tư vấn của bên mình đó. Mọi người có thể liên hệ để được tư vấn trực tiếp miễn phí luôn. Đấy, còn cái bàn này mình xin nói lại là kích thước 1 mét, dài 2,2 mét. Cái thùng này làm theo cái kích thước bàn này luôn. Đó. Độ dày của cái mặt bàn làm việc này là 12 phân nhé. Anh chị này cực kỳ là thoải mái và dễ tính. Mua rất là nhiều mặt hàng bên mình. Và mình cũng đáp lại cái sự tin tưởng đó. Và mình có vừa làm vừa ưu đãi cho anh một tấm mặt bàn này là kích thước cực kỳ khủng luôn. Dày 12 phân nguyên tấm, ngang 1 mét, dài 2,2 mét. Mọi người mà làm việc ở cái bàn này thì chỉ có ra tiền thôi chứ không bao giờ mà. Rồi. Mọi người có yêu thích cái kênh của mình thì đăng ký giúp mình nhé. Đăng ký kênh Đồ Gỗ Hòa Phát. Có địa chỉ ở chợ Gỗ Tabico, Phố Tây, Phố Nai. Còn địa chỉ gốc là 284/5 khu phố 9, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó, mọi người yêu thích thì đăng ký kênh của Đồ Gỗ Hòa Phát. Xin cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người.